anh làm việc phân nhá. Từ nãy giờ là tôi nửa tiếng rồi, bảo 15 phút làm bài tay. Nửa tiếng một tiếng. Ông có lại đây, ông có lại đây. 4 giờ kém 5 cái bài giờ, không cho người ta bay. Không phải, em là nhầm. Làm việc phải có thứ tự, lâu làm việc xong anh. Dạ đồ ra. Bây giờ anh hỏi tôi có. Trời ơi, vậy nha, em đứng trên trời em nói với anh cái thằng đấy giờ anh gọi cho cái cô nào. Anh đưa tờ giấy cho em này. Em đưa cái tờ giấy là cục bàn, anh nói chuyện với cái cô nào đấy. Ủa, anh chứ là chị hỏi anh nghe giàu à? Có thật sự à? Nhưng anh cũng biết em ạ. Bây giờ kéo dài thời gian của anh bày của anh ta ra làm gì? Bây giờ anh chọn anh rồi. Rồi. Sẽ là sao? 4 giờ kém 5 cơ mà đúng không? 4 giờ kém 5 cơ mà. 3 giờ 5 năm thì bây giờ 4 giờ kém 5 thì bây giờ chưa nào đây? Anh nhìn đường đây 3 giờ 15 phút rồi. Mày bây giờ đi nhầm đi. Không biết gì sao? Không biết á? Người ta đang nhầm cái này. Bây giờ khách của tao, bây giờ tao 1 tiếng đồng hồ ra chờ. Tao bây giờ mới giải quyết thế. Mới giải quyết cho tao. Tao nhớ mày 1 tiếng đồng hồ. Tao ra đây từ 3 giờ luôn. Ở đây rất nhiều người nước ngoài, mấy ông tôm nhỏ đứng cái đi. Thế tao là người gì? Người ta đang đứng ở đằng sau. Ta cũng là người nước ngoài. Nước ngoài. Hả? Này Vân ơi. Thế mày người nước ngoài thì hơn người Việt Nam à? Vân ơi. Hả? Thế mày là người gì? Ông cho tỏi nào. Thì mẹ mày ăn người anh kiểu ngu. Đúng, chính xác. Bây giờ anh đưa một đống rồi này, tao tóm lại thế nào? Bây giờ thế nào? Thằng tỏi đâu, tỏi đâu. Bây giờ anh thế nào mà giải quyết cho anh thế nào thế thôi. Anh không chấp nhận hai lần delay mà không báo anh nhé. Anh không chấp nhận. Đây đây. Quá mệt. Quá mệt. Hai lần delay không báo. Bây giờ ra đây nó không cho mình lên. À, mà bây giờ ra đây rồi nó không cho mình lên thì lên ba giờ nó bắt mình được rồi 4 giờ 4 tiếng rồi nó kéo cho mình lên không hoàn mất cái bắt đầu rồi nó không thể động từ lấy rồi chúng mày bỏ ngay cái kiểu lừa đảo đi mẹ là để kiếm tiền khách à. À, bây giờ giờ vẫn còn 4 giờ kém lắm. Bây giờ mình tính chờ khóa 1 tiếng rồi của người ta thì sao? Nhưng mà bây giờ cái vé của anh người ta không chấp nhận. Không chấp nhận là lý do làm sao? 4 giờ kém 5 bay. Thì bây giờ lý do làm sao? Anh kiếm tiền cho anh không bay chưa? Bay chưa? Ông này chỉ biết bỏ hai cái kiểu đi. Nhiều lúc 2 tiếng là bộ ta thì lên người ta sao? Tại những quan thì làm việc như này nó đưa cho anh cao nhất. Không, cái quan mời nó đấy. Thì anh chỉ từ anh ra làng ra tối. Thì ra thì sao? Công việc của người ta thì mẹ nhà người ta cũng người chết bây giờ. Chúng mày không sao? Chúng mày không nghĩ cho người ta đi. Chúng mày bắt người ta xếp hàng thì mẹ bây giờ bao nhiêu mấy chục người này giờ hết giờ chúng mày đổi đi mua vé mắc để cả bay đấy đảm bảo hoàn vé thôi nhé bây giờ lỡ chuyến của tôi nhé làm gì mày biết đấy hiện tại tôi chúng mày chỉ bắt là những người nông dân thôi thì mẹ mày phải bao mất làm gì đâu gọi cao nhất này tôi đã biết bố lên ông bố nào bắt lại bắt người ta mua vé thì đến nào phải thông báo luôn tiếp theo bây giờ mua vé khác hiện tại của tôi nhé. Chúng mày làm thiệt hại của người ta thì chúng mày đéo thế thì lỗi rồi đền bù cho người ta nhưng mà người ta nhớ ra 4-3 giờ người ta ra đây rồi còn 1 tiếng nữa chúng mày mẹ bắt người ta ra trước hàng mua vé để bay tiếp mẹ mày nhớ 2 tiếng rồi 3 lần đi Phú Quốc nào thì đây thì phải thì đéo thấy thì mẹ mày đền bù cho rồi bố là mẹ mày 3 lần này lần thứ 3 đâu hôm nay ra đây chậm sớm 1 tiếng thì chúng mày lại bắt tao mua vé. Không phải bức xúc 3 lần tôi đi vì người này không có không biết mà hôm nay tôi lại phải mất tiền để mua vé mẹ mày 3 lần tôi vì mẹ mày đi đây rồi mà hôm nay lại ra đây thì mẹ mày bỏ hết giờ rồi ông nói hôm nay mẹ anh nói láo lên anh tưởng đâu không anh đang làm việc thì mẹ mày không có đi đập mặt coi thì mẹ mày hoàn vé nhưng mà anh từng chuyến nhá anh phải chấp nhận mua vé khác ai chịu trách nhiệm. Quyền anh quyết định cái gì? Địt mẹ mày thế 3 lần người ta địt mẹ mày bị delay. Người ta nhớ hỏng bao nhiêu việc của người ta ra. Bây giờ nhà người ta bố hết, cha chết, mẹ người ta chết thì địt mẹ chúng mày làm sao? Hả? Đúng quá. Địt mẹ mày ức chế 3 lần đi ra Phú Quốc nào bị delay cả ba. Mà bây giờ hôm nay đi còn 1 tiếng thì chúng mày bắt tao ra mua vé luôn. Địt mẹ không muốn bán nữa này thôi à? Giá vé. Đấy, đi bên đó. Mẹ mày. Làm ăn kiểu bố nào? Chậm thì là phạt người ta. Người ta đủ đúng như này này. Còn lại phải trả bán không thích này thôi. Anh biết là em đấy. Em phải kiếm gì cái hãng thế nào. Mà nhà này tôi nói trước hôm nay là đéo đéo có chuyến bay nào bay. Đéo ai nào? Đéo ai nó lại đổ đâu. Anh Khoa ơi. Nè
mày rất mày rơi mày thử nào là pin mày nè mày làm cái rồi nào rồi bắt một bắt rồi lên kéo cổ rồi mời lên kéo cổ này ra rồi ra 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 đám giải những cái chuột em luôn rồi đã đụng vào nhân viên của bên em rồi. Bỏ ra. Thế bây giờ tao hỏi chúng mày nhá, anh em bỏ ra, anh cứ bỏ ra, đừng nói chuyện người ta đó. Anh biết rồi. Đã nói anh. Đã cú rồi. Chết mẹ. Nhà ta đâu có người nhà mất nhá. Cáo cáo rồi. Nhà ta đâu có người nhà mất nhá. Cái anh. Nhá. Bỏ tay ra đó. Tiền ở đâu trong tụ trong ví nhá. Nhà ta đâu có người nhà mất nhá. Mẹ là giấy tờ tao một đống này. Gọi xuống đi, gọi cán bộ xuống đi. Gọi sao? Gọi lên, gọi lên. Người ta phải ức chế nhất định chứ không để người ta nói. Anh ức chế nhưng mà không có quyền đi đây rồi. Anh đi đây ở đây. Người ta thả hất hành lý người ta xuống. Anh nói rồi, anh có quay thì anh có thể coi lại người ta bung tay vậy gọi là thả. Tôi nói là bung tay, rơi rồi cái này. Anh á, tôi đang nói anh á. Anh có quyền bức xúc, anh có quyền đòi quyền lợi của mình nhưng anh không có quyền. Tại sao anh vứt hành lý của tôi xuống đây? Do nó tạm buộc người ta giải quyết, anh yên tâm đi. Cậu nhớ lấy trường của tôi nhá. Bây giờ thế nào? Bán vé không chấp nhận. Bây giờ lỡ mãi chậm mãi không thông báo, bây giờ bảo giả vé không cho đi nữa. Vớ vẩn. Còn nếu như anh yêu cầu bằng chứng hơn nữa, ở đây có công văn giấy tờ tôi đã chuyển nhắn gửi cho anh rồi. Anh yêu cầu hàng vé, có thể hàng vé thì đúng. Anh nói thật nha, thái độ của em nhá, anh cũng chụp ảnh hết rồi nhá. Vâng nhá, thái độ như chụp ảnh hết rồi nhá. Thái độ giải thích khách hàng hết là chưa phải. Người ta trẻ tí éo cho người ta bay thì mẹ mà bây giờ trẻ của người ta là sao? Chứng minh kìa. Chứng minh kìa. Chứng minh người dân của anh tôi không giữ. Anh Quang ở đâu anh tự đi tìm nhé. Rồi vậy anh đi vào quay luôn. Vào trong kia mà tìm, lại vào lúc mà ấm lên rồi lấy. Cái này nó rơi trong này rồi. Vào đấy mà tìm. Vào đấy mà tìm. Lấy nó lại không cho vào. Anh mà còn Quang một lần nữa anh tự đi nhặt nha. Đây chứng minh tôi đây. Mã vé đâu của lần đây đây. Làm ăn hết chứ. Đi đây 2-3 lần rồi nhé, thông báo là từ 3 giờ đến 6 giờ thông báo giờ đến là còn đến nhà. Chuyến bay này là 3:50 anh đến sau giờ có sổ buộc rồi 8:00 anh đến. Bây giờ này mấy giờ đây? 3:50. Nhưng mà đây là mấy giờ? 3:50. Mới 3:50 thì bây giờ làm sao? 3:50 thì 3:10 có nhận thấy anh đến sau giờ 3:10. Em đừng nói như thế, em hiểu không? Bây giờ anh nói này, bên em đúng không? Em nhớ bên anh 3 lần thì bên anh có được cái đền bù cái gì? Rồi anh làm. Ok. Thế nhưng hôm nay bây giờ anh hỏi em, anh ra đây từ 3 giờ. Nhưng ra đây bây giờ em lại bắt anh xếp hàng nữa thì anh hỏi em đến bao giờ anh mới làm được thủ tục? Thì có phải là anh bị muộn đâu? Anh đặt câu hỏi xong. Đúng không? Cho tôi trả lời. Xong rồi. Rồi. Chuyến bay 3:50 người ta khuyến cáo anh ra sân bay nào ít nhất 90 phút. Anh đến đây sau 3:10 thì không nhận khách nữa. Cho nên phải chuyển phí sau đóng phí. Còn ngược lại trong trường hợp hãng trễ chuyến bay có quy định của cục hàng không áp dụng cho hãng trong trường hợp trễ thì phải phục vụ lý do khách. Anh đến trễ sau với nhận vé sổ thì chuyển phí sau đóng phí 440 ngàn. Còn nếu hãng anh không mất một cái gì cả, anh chỉ nói là anh không mất một cái gì cả, anh chỉ nói thế thôi. Thì bây giờ còn phải làm cho anh đi, anh chỉ nói thế thôi. Đồng ý hay không thì anh không đồng ý như thế. Anh không đồng ý. Ba lần anh bị như thế này rồi. Cẩn thận điện thoại và đồ của anh, nếu rớt là người ta không đưa trả lại và cũng không nên buồn nếu có để rách vỡ. Cẩn thận giấy tờ và hành lý. Thế bây giờ như nào? Chuyển chuyến sau đóng phí 400. Không có một đồng nào cả. Tùy hiểu chưa? Đây là bây giờ cho anh gặp lãnh đạo. Bây giờ phải cho anh gặp lãnh đạo. Tôi là ca trưởng ở đây. Ca trưởng nhưng bây giờ, thế bây giờ 3 lần của tôi, bây giờ tôi bị chơi ạ. Mà tôi bị delay thì sao? Thế sao đây? Trả lời những gì cần trả lời, không trả lời như thế được. Không được. Đúng không? Thế còn bây giờ tôi chỉ biết là 4 giờ kém 5 của chuyến bay của tôi mới bay. Mà tôi ra đây 3 giờ rồi, tại sao không làm cho tôi chậm. Anh đến đây sau 3:10, chuyến bay là 3:50, kết sổ trước 4. Sao lại sau ra 3:10? Dạ anh đến đây lúc 3:15, hồi nãy giờ anh ghế rồi 13:15. Em chứng minh cho anh là 3 giờ. Anh muốn chứng minh đúng không ạ? Ờ. Tôi làm đúng ở một bên, làm giấy tờ cảm vụ camera sẽ kiểm tra lại. Đứng qua để đến 6 giờ mới 9 giờ mới được bay à? Cũng có thể là như vậy. Em cái kiểu bọn em cứ bắt anh đi ra xếp hàng ấy, xong bắt đầu để hết giờ máy bay bay rồi thì anh đi kiểu gì nữa hả em? Khuyến cáo ra xếp hàng trước 90 phút. Anh ra xếp giờ là trễ đúng rồi. Phương án tiếp theo anh nói rồi, chuyến đóng phí. Bây giờ này này, anh nói này này. Bây giờ anh cứ đứng đây thôi.
Anh em hiểu không? Bây giờ phải làm sao anh để anh đi. Nhà anh đang có việc, em, anh chỉ nói thế thôi. Em sẽ làm cho bên phía sau đâu. Anh không có tiền. Mẹ anh có năng ung thư kia. Anh không có tiền để mà đóng tiền, anh không có tiền nhiều tiền như em. Nhà em mà cứ thử có người như nhà anh xem. Em có, bây giờ em có ngồi im được không? Còn bây giờ nhà anh đang lúc là rất là bối rối. Nhà đang có việc rất là cần, anh phải về. Mà bây giờ không thể như thế này được. Anh ra đây chỉ biết là anh ra trước một tiếng là phải làm cho anh. Đấy, đứa nào nó nói, anh nói là nãy một số người là xúc phạm em rồi bắt em phải có ý kiến, không phải là thích là còng tay rồi là khóa tay bẻ tay như nào đâu, em có ý kiến về cái này. Em đang bị xúc phạm rất lắm đấy. Bây giờ gọi cả phụ công đi, còn em phải làm cho anh. Mời em ra được, vì em của anh đây. Anh làm thủ tục. Hai là người ta tiếp tục ăn. Anh bảo này, em ấy, con người em mà như thế, em đéo có đạo đức. Con người em trông mặt không đến nỗi đâu, nhưng em đéo có đạo đức. Sống phải đéo có đạo đức. Nhà người ta đang có công, có việc. Thì bây giờ người ta ra đây sớm một tiếng rồi thì phải lấy hộ cho người ta. Đừng làm cái kiểu như thế. Sống thời gian rồi. Anh đang đi Việt Nam là sắp trễ rồi. Dạ thì anh lịch sử chút xíu rồi. Nói cho đi xong anh lịch sử từ nãy giờ rồi nhá. Anh nên lịch sử tôn trọng anh lịch sử từ đầu giờ rồi. Cách đây từ 3 giờ. Anh nói chuyện kỳ từ 3 giờ bây giờ là 3 rưỡi. Anh lịch sử nửa tiếng rồi. Người ta đang trao đổi nhưng làm phải nhanh. Anh nha. Bạn phải ra rất nhiều việc khác nữa. Ở đây không phục vụ một mình anh. Các em lại hơi nhầm. Anh cũng ở nhà làm như bọn em, anh biết áp lực nhưng không phải như bọn em. Không phải như bọn em. Rất nhiều hành khách đang chờ nhiều. Khách cho, tức là giải quyết nhiều việc nữa. Không giải quyết được anh, đừng giải quyết người khác nữa. Bởi vì không giải quyết nhanh người khác. Anh có một người chưa để làm thành riêng cho anh đây. Nhưng mà nãy là trường hợp, bây giờ chúng ta chưa có từ đấy rồi. Anh làm riêng cho anh đây. Mày con mẹ rồi, nó bây giờ mày làm ăn, chứ mày làm ăn kiểu thế à? Bây giờ ba rưỡi máy bay đã chạy đâu? Địt mẹ cái bọn này làm ăn kiểu thế này. Địt mẹ cái con bò này, mấy bố mày. Anh cũng làm như bọn em này. Cũng như bầy này. Rồi mày còn lấy chồng còn bố còn mẹ mày đấy. Bố mẹ mày mà cũng bị như thế này sao mày nghĩ sao? Mẹ mày. Mày bịt mẹ mày còn lấy chồng chứ chưa, mày còn bố còn mẹ mày đấy. Sống làm sao để cái đức nhá, để cái đức. Họ trả tiền anh, họ bắt anh về mua vé chỗ nào trả tiền chỗ đấy. Anh không đồng ý. Bây giờ anh không bay nữa, phải trả tiền anh tại chỗ này. Không phải là cái chuyện. Bây giờ mà thích cho đi, à thích mua thì mua, không thích thì thôi. Làm gì có chuyện đấy. Em đừng quay. Đấy gì, anh em ở đây biết đấy gì. Đấy gì. Đi em ra máy nào em hướng dẫn mình bay đi em ơi. Bay chưa? Vô phòng chưa? Anh biết tiền anh trả rồi đúng không? Anh trả cho anh rồi. Bây giờ anh không được bay, thích bay phải trả. Đang live stream luôn đấy. Tiền bay thôi vậy đủ rồi.